bác Nguyễn Văn Đồn, bác đã lắp đặt thiết bị RH14000 và bác đã điều trị đúng quy cách trong khoảng 1 năm nên chia sẻ. Xin kính mời bác ạ. Năm nay là 62 tuổi, hiện nay ngủ tại 99/4, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận Phú Nhuận. Hiện nay đã về hưu được mấy năm rồi. Thì qua thời gian sau khi nghỉ hưu á, thì có cái mình mới có cái thời gian cũng đủ đi tìm hiểu để mà để đảm bảo cái sức khỏe của mình. Thì trong những cái việc mà tình cờ giờ nghe như uống cà phê đi đây đi đó rồi nói chuyện với bạn bè mới biết đến cái máy TH này, thì có đi trải nghiệm khoảng đâu gần 2 tháng cùng với vợ của tôi và được tham dự cái hội nghị lần đầu tại đây hồi tháng 6 năm 2017. Thì lúc đó sau khi dựng đó thì vợ tôi là quyết định là mua luôn, tại thấy nó tương đối vào 1 tháng mấy thấy có hiệu quả, nhưng mà lúc đó tôi cũng chưa tin hẳn. Nói chung là như vậy, mặc dầu là qua thời gian trải nghiệm nó có hiệu quả đó, nhưng mà có cái cũng chưa tin lắm. Còn vợ tôi thì có những cái kết quả rõ rệt luôn. Trước là bị cái chứng viêm xoang á, thì cô bác biết là cái chứng viêm xoang hiện nay đâu có trị hết được. Mà hồi trước là vợ tôi á, thì có cái đi làm thuốc lá bên cái nồi đó, pha trộn thuốc lá nên cái bị chứng viêm xoang rất là nặng. Sau khi ngồi với cái dòng máy trải nghiệm ở hội trường Phú Nhuận á, qua 1 tháng mấy thấy hiệu quả rõ rệt, giảm được cái viêm xoang, không phải uống thuốc khi mà thở trời. Nói chung là trước 10 thì giờ giảm cũng được 5-6 phần. Rồi có cái là bị tê tay, tê chân hay là bị quay gáy hay là tĩnh mạch đó, cũng đều hiệu quả. Còn riêng bản thân tôi thì thấy hiệu quả rõ rệt. Là cái thứ nhất là có triệu chứng muốn tăng huyết áp nhưng lại là nó lại kèm lại không tăng. Cái thứ hai là tê tay khi ngủ cho tay lên như vậy thì không để tay xuống được, phải cầm cái tay kia đưa xuống, nhưng sau khi ngồi là thấy dở lên dở xuống giống như là máu nó đã lưu thông rồi. Mình thấy rất là tình yêu chỗ đó. Cái thứ ba mà tôi thấy hiệu quả bản thân tôi á là bị từ cái mỡ trong máu rồi đi đến cái sơ vữa động mạch, đã kiểm tra bác sĩ đông y thì nên sau khi ngồi thời gian thấy có cái hiệu quả nó giảm, có giấy chứng nhận của bác sĩ đàng hoàng thì từ đó tôi mới tin. Và sau đó là quay ngược trở về trải nghiệm tiếp tục ở cái hội trường quận Phú Nhuận, nó là hiện nay đang nằm ở đường Hoa Cao ấy. Thì mới là trải nghiệm trong khoảng 1 tuần 2 tuần sau là chúng tôi quyết định mua máy. Và hiện nay sau khi mua máy về thì điều trị thì kết quả càng quả khả quan hơn. Thì nói chung bây giờ sức khỏe của tôi rất là tốt, huyết áp không bị sơ vữa động mạch hết hẳn, rồi tóc hồi trước thì hói nhiều và bạc nhưng sau này nó cũng không đục nữa mà nó có ra và bớt bạc đi. Còn riêng mà tôi thì khẳng định là cái viêm xoang rất là hiệu quả, hiện nay có thể giảm tới 80-90%, trừ trường hợp mà chủ thời tiết căng lắm mới mua thuốc, chứ hồi trước là thường xuyên là mua thuốc khi trở trời gió nắng và tĩnh mạch cũng bớt. Rồi sau đó là chúng tôi mua máy thì dẫn chứng thêm một cái việc cụ thể để chia sẻ với những mấy bác là bà mẹ vợ của tôi là năm nay 85 tuổi, bị một cơn đột quyết đưa vào bệnh viện 115, thì sau đó nằm ở trong đó 1 tuần đưa về thì bắt đầu là nói là phải dùng cái phương pháp châm cứu hay thế nào khác, thì bắt đầu vợ chồng tôi mới đưa bà cụ về ở với chúng tôi và chăm sóc cho ngồi máy này trong vòng khoảng hơn 2 tuần thì cụ mới bắt đầu đi được. Chứ hồi mới về là cầm muỗng súp ăn không được tay, cái luôn nó muốn bị liệt nữa bên người rồi đó. Nhưng sau thời gian ngồi cái dòng máy này được nửa tháng thì kết quả khả quan rõ rệt, tự súp ăn là đi lại được. Hiện nay bà cụ vẫn còn sống, hiện nay là 85 tuổi rồi. Đó thì tôi thấy chứng minh cái đó rõ rệt. Cho một tràng vỗ tay. Cái thứ hai nữa chia sẻ với mấy bác là như vậy. Trước đó, khi mà quyết định mua máy á, thì tôi có 3 đứa con trai,
hai đứa có gia đình và một đứa chưa có gia đình. Nói chung nó cũng không muốn mua, mặc dù cái điều kiện tiền bạc mình cũng yêu eo hẹp. Nó cũng không tin hẳn hai đứa lớn, nhưng có đứa con út nó lại ủng hộ tôi. Nó nói thôi ba mẹ bây giờ đâu có còn cái gì hơn là ngoài sức khỏe. Nếu ba mẹ bây giờ mà thích cái gì thì tôi quyết định mua thôi, mặc dù số tiền nó cũng lớn. Nên căn cứ theo đó tôi quyết định mua với sự không đồng ý của hai đứa con trai lớn. Anh định là điều đó. Nhưng sau này tụi nó nói chung nó ỷ lại sức khỏe mà nó cũng chưa quan tâm chuyện nào đâu. Nhưng sau đó là bắt đầu những lúc trở trời nó bị trúng gió mái á, hay là những lúc nó mệt nó làm mà như nó giống như bị chết á, bắt đầu nó ngồi nó thấy cảm thấy nó cũng bớt được. Nên sau này tụi nó cũng đã tin, nên là con cái cũng ngồi rồi và nó ghi nằm. Tại mình mua về thì mình muốn nằm ngồi sao thì ấy. Rồi sau đó chúng tôi mới ngồi chung với mấy người ngồi chung là bạn bè thân thiết hỏi thăm qua lại. Thì bắt đầu khi mình có ngồi máy thì mình cái thứ nhất mình chăm sóc gia đình mình trước hết. Hai nữa tôi còn anh chị cũng cái tầm khoảng 70-80 luôn. Nên là cho anh chị ngồi luôn, và kể cả những cái người mà thân của mình khi ngồi máy á, thì họ khó khăn chưa có điều kiện ngồi máy, cho họ về gia đình mình ngồi máy đâu được cũng 6 tháng. Và sau đó là có hai người đã mua máy, hai người ngồi chung cái ở gia đình tôi thêm 6 tháng nữa thì họ đã quyết định mua máy đó. Thì xin chia sẻ với mấy bác là như vậy. Thực sự tôi rất tin tưởng cái dòng máy này, không nói thêm nó bớt gì hết. Nên sau này thì không biết nói gì hơn là cũng cảm ơn công ty Nhật Bản đã có một cái dòng máy tốt để cho chúng tôi là có điều kiện để mà tăng cường được cái sức khỏe về nhà, và từ đó cũng không làm gánh nặng cho con cái sau này. Nên tôi không phải nói mấy bác là sao, nếu chưa có điều kiện thì mấy bác cứ siêng năng đi trải nghiệm rồi thử nghiệm rồi mà sẽ thấy. Còn cái quyết định mua hay không thì tùy điều kiện mỗi gia đình, tôi không dám nói. Nhưng nếu có điều kiện thì nên mua, tôi không phải là quyết định mua. Nhưng tôi khẳng định cái máy này giống như là bác sĩ gia đình, tôi rất tin tưởng. Sau này là tôi không dùng một chiếc thuốc nào hết á. Giờ vợ tôi nhịn xoan bây giờ là thỉnh thoảng mới uống thôi, chứ không uống thường khi trở trời những nắng nữa. Hầu như chị được nhiều cái bệnh tim mạch rồi đau quay cái gái cổ rồi tĩnh mạch nữa. Nên bây giờ đối với ở nhà tôi bây giờ lầu ba tôi lên xuống bo bo thôi, không rồi tăng giáo nội là rất là khỏe. Xin đó là những cái sự chia sẻ chân tình. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị.